thầy cô, dưới đây là bản giáo án đầy đủ cả năm môn giáo dục công dân lớp 7, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bản giáo án này do các thầy cô của kênh Giáo Viên biên soạn. Như trên màn hình chúng ta có thể thấy giáo án của bài đầu tiên, bài 1, tự hào về truyền thống quê hương, 3 tiết. Nội dung bài học sẽ có những phần như sau. Chúng ta cùng sẽ xem qua một số bài giáo án khác nữa. Bài 5, bảo tồn di sản văn hóa, 3 tiết. Thầy cô lưu ý rằng, giáo án khi tải về là giáo án bản Word. Thầy cô có thể dễ dàng chỉnh sửa tùy thuộc theo chương trình học của địa phương mình và để soạn được giáo án trên. Nhóm giáo viên mất khá nhiều thời gian và công sức, do vậy giáo án có mất phí. Ngoài ra, chúng tôi có đầy đủ giáo án các môn của bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo và Cánh diều. Nếu quý thầy cô quan tâm, vui lòng liên hệ theo số Zalo trên màn hình hoặc truy cập vào website kênh giáo viên.com.